Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân long trọng tổ chức lễ gặp mặt cán bộ quân đội, công an nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện năm 2016 nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm ngày quốc phòng toàn dân. Đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đi thăm hỏi chúc mừng linh mục chức sắc giáo xứ Thanh Thủy xá Trúc Lâm. Tòa án nhân dân huyện xét xử sơ thẩm lưu động hai vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2016 và 29 năm ngày quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2016. Ngày 17 tháng 12, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã long trọng tổ chức lễ gặp mặt cán bộ quân đội, công an nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khai mạc chúc mừng buổi gặp mặt. Trong không khí hân hoan cởi mở thân mật của buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Đồng thời, tạo niềm tin vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong những năm tiếp theo. Hiện nay, huyện ta có 327 cán bộ quân đội, công an cấp cao đang nghỉ hưu, nghỉ chế độ. Trong cuộc cách mạng đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, những người ông, người cha, người chú hôm nay từng là những chiến sĩ cách mạng kiên trung, anh dũng, góp phần làm nên trang sử hào hùng của lịch sử dân tộc. Tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, những cán bộ, quân đội, công an đã nghỉ hưu lại tích cực tham gia vào hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức xã hội, xây dựng quê hương Tĩnh Gia ngày càng giàu đẹp. Phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Thủy đã ghi nhận những cống hiến to lớn của các cán bộ quân đội, công an đã nghỉ hưu đối với sự nghiệp cách mạng của quê hương Tổ quốc. Đồng thời, đây còn là dịp tôn vinh ghi nhớ công lao của các thế hệ cha chú đi trước đã hy sinh xương máu, trí tuệ của mình vì độc lập tự do cho dân tộc. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, trong những năm tới, nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền huyện là rất nặng nề, nhất là việc xây dựng Tĩnh Gia trở thành một đô thị trung tâm. Vì vậy, vừa phải tập trung phát triển kinh tế xã hội, vừa phải tập trung đảm bảo quốc phòng an ninh trước tình hình diễn biến phức tạp của thời kỳ hội nhập. Song, đồng chí vẫn tin tưởng rằng, với sự góp sức về mặt kinh nghiệm, trí tuệ của người đi trước, đặc biệt là trong giải quyết những phát sinh mâu thuẫn tại địa phương, là lực lượng tin cậy của cấp ủy chính quyền để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 12, Hội Nông dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy và đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện, Ngân hàng Chính sách Xã hội. Năm 2016, tình hình kinh tế huyện nhà đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước ổn định và nâng cao. Tuy nhiên, thời tiết lại có nhiều bất lợi ảnh hưởng đến một số cây trồng của bà con nông dân, nhất là cây lúa. Tranh thủ các mặt thuận lợi và khắc phục khó khăn, Hội Nông dân huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cấp, các ban ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Các hoạt động sản xuất ngư nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ tiếp tục được đầu tư phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và cải thiện đời sống nhân dân. Đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới với vai trò chủ thể là nông dân nông thôn đã mang lại một diện mạo mới trên từng đường làng ngõ xóm.
các cơ sở hội vận động hội viên nông dân đóng góp 6,2 tỷ đồng, hơn 3.000 ngày công tu sửa làm mới 47 km đường giao thông nông thôn. Bên cạnh việc chỉ đạo hội viên tích cực phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện cũng rất chú trọng đến công tác xây dựng và phát triển hội, cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, biểu dương nhân rộng những cách làm hay, những mô hình mới. Đặc biệt là việc chỉ đạo các cấp hội phát động phong trào thi đua, tổ chức học tập quán triệt nghị quyết đại đảng các cấp, tích cực tham gia để làm nên thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện nghị quyết của huyện ủy và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ tỉnh hội, Hội Nông dân huyện đã triển khai chương trình hành động trong năm 2016 một cách thiết thực hiệu quả. Nổi bật là phong trào thi đua, sản xuất, kinh doanh giỏi và đoàn kết tương trợ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Trong năm, toàn huyện có 5.911 hộ đạt tiêu chuẩn kinh doanh sản xuất giỏi 3 cấp, tăng 5% so với cùng kỳ. Phối hợp với trạm khuyến nông huyện và các ban ngành chức năng mở 328 lớp tập huấn và chuyên đề chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, chế biến với 17.250 lượt hội viên tham gia. Cung ứng 1.229 tấn phân bón NPK các loại theo hình thức trả dần cho bà con nông dân. Đấu mối với ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách, hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho hội viên phát triển kinh tế như nuôi bò sinh sản tại xã Phú Lâm, Ngọc Lĩnh, Ninh Hải, Nguyên Bình, trồng lạc lai năng suất tại xã Tân Dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân huyện đạt được trong năm 2016. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Hội Nông dân các cấp. Hội Nông dân huyện phải đẩy mạnh các phong trào thi đua một cách thiết thực hiệu quả, tích cực tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào các hoạt động sản xuất, tăng cường tuyên truyền cho hội viên nhận thức đúng đắn về đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là chính sách về nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tại hội nghị, có 19 tập thể và 19 cá nhân được nhận giấy khen của huyện hội vì có những thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 12, đồng chí Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã đi thăm tặng quà linh mục chức sắc giáo xứ Thanh Thủy xã Trúc Lâm nhân dịp lễ Noel 2016, cùng đi có đại diện ngành đoàn thể cấp huyện và cấp ủy chính quyền xã Trúc Lâm. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi chúc các linh mục chức sắc giáo xứ Thanh Thủy đón lễ Giáng sinh an lành hạnh phúc, đồng thời động viên cộng đồng giáo dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp nhau phát triển kinh tế, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn các loại hoạt động lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan, phá hoại đại đoàn kết tôn giáo, gây mất ổn định chính trị xã hội trên địa bàn, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống hạnh phúc ấm no. Thay mặt bà con giáo xứ Thanh Thủy, linh mục Nguyễn Mạnh Tám đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể cấp huyện cùng cấp ủy chính quyền xã Trúc Lâm đối với bà con giáo xứ Thanh Thủy, đồng thời hứa sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt việc đạo, việc đời, tích cực đóng góp công sức vào sự phát triển chung của quê hương đất nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 12, thôn Khe Dứa xã Phú Lâm tổ chức lễ khai trương xây dựng thôn văn hóa và khánh thành nhà văn hóa. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin, cùng cấp ủy chính quyền địa phương đến dự. Thôn Khe Dứa nằm ở phía tây của xã Phú Lâm, hiện nay toàn thôn có 65 hộ với gần 300 nhân khẩu. Đời sống của người dân phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền địa phương, nhân dân trong thôn đã tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, 90% các hộ gia đình có nhà xây mái bằng và mái ngói, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 14 triệu đồng trên người trên năm. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm và phát triển. Công tác giáo dục, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có nhiều chuyển biến tích cực. 100% các cháu trong độ tuổi đi học được tới trường. Việc cưới, việc tang được thực hiện theo nếp sống văn hóa mới.
an ninh trật tự trong thôn được đảm bảo. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, nhân dân trong thôn đã đóng góp kinh phí được hơn 1 tỷ đồng, trên 500 ngày công để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao và các thiết chế văn hóa khác. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đã biểu dương những thành tích, kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Khe Dứa đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh, xây dựng đời sống văn hóa là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển của đất nước. Để thôn Khe Dứa sớm đạt chuẩn văn hóa, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn cần tiếp tục đoàn kết một lòng, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú. Nhân dân trong thôn chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là không tham gia vào các tệ nạn cờ bạc, phường, hụi. Trước mắt là phải tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công thực hiện việc lắp đặt đường ống nước thô, cấp nước cho khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn đi qua địa bàn xã. Đồng thời, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh. Ngày 17 tháng 12, xã Hải Hà tổ chức hội nghị sơ kết chiến dịch cao điểm thu hồi đất, tái định cư đối với các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã. Thực hiện thông báo số 366 của Ủy ban dân huyện Tĩnh Gia về việc thực hiện công tác thu hồi đất và giao đất tái định cư phục vụ các dự án trong khu kinh tế Nghi Sơn. Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 5 tháng 12 năm 2016, xã Hải Hà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thông báo chủ trương thu hồi sử dụng đất tái định cư đối với các hộ gia đình, thành lập các tổ công tác đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Vì vậy, đến ngày 5 tháng 12, đã có 226 hộ trên 382 hộ nộp tiền tái định cư với số tiền thu được là gần 7 tỷ đồng. Trong những ngày tới, cấp ủy chính quyền xã Hải Hà tiếp tục duy trì các tổ công tác để triển khai việc thu hồi tái định cư năm 2016, phối hợp với các ngành của huyện và Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn hoàn thiện hồ sơ và ra thông báo thu tiền sử dụng đất tái định cư đối với các hộ gia đình còn lại, đồng thời tập trung chỉ đạo đôn đốc các hộ nộp tiền đất tái định cư, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của huyện giao. Ngày 15 tháng 12, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Ninh Hải, Tòa án Nhân dân huyện Tĩnh Gia xét xử sơ thẩm lưu động hai vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Vụ thứ nhất, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tĩnh Gia, trưa ngày 16 tháng 8 năm 2016, Đỗ Thế Định, sinh năm 1982 và Mai Thế Cường, sinh năm 1979, cùng trú xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia lên cơn nghiện nên đã cùng nhau chung tiền đi mua ma túy sử dụng. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Định và Cường đi đến nhà Đỗ Thế Tới, sinh năm 1977, trú tại thôn Minh Lâm, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia để hỏi mua ma túy. Khi đến nhà Tới thì Cường đứng ngoài, còn Định cầm tiền đi vào hỏi mua ma túy. Định đi vào nhà Tới rồi hỏi Tới có ma túy không, bán cho 200.000 đồng. Tới đồng ý và đưa cho Định gói ma túy rồi bỏ 200.000 đồng vào người. Khi vụ việc mua bán vừa diễn ra xong thì bị tổ công tác công an huyện Tĩnh Gia phát hiện và bắt quả tang. Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Thế Tới đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Thế Tới 24 tháng tù giam tính từ ngày bị bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 1 điều 194 Bộ luật hình sự. Vụ thứ hai, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tĩnh Gia, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5 năm 2016, Nguyễn Văn Yên, trú xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia và Lê Thanh Tuấn, trú tại tiểu khu 2 thị trấn Tĩnh Gia đi tắm biển Hải Hòa xong về nhà Tuấn. Sau đấy, Yên gọi cho Nguyễn Quang Lâu, sinh năm 1988, trú tại thôn Sơn Hải, xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia vào nhà Tuấn để nói chuyện đi trộm cắp tài sản của nhà chị Thảo, xã Hải Bình như đã bàn với nhau từ trước. Khoảng 30 phút sau, Lâu có mặt tại nhà Tuấn, rồi cả ba đi đến xã Hải Bình. Yên điều khiển chiếc xe mô tô mang nhãn hiệu Honda Way SS, màu đen đỏ, biển kiểm soát 81P107555 chở theo Tuấn. Còn Lâu đi chiếc xe mang nhãn hiệu Yamaha Seizer màu đỏ đen mang biển kiểm soát 36U1-3722.
cả ba tập trung tại bờ đê biển thôn Nam Hải, Sai Bình, huyện Tĩnh Gia. Sau đấy thấy nhà chị Thảo không có ai ở, Yên và Tuấn đi vào nhà, còn Lâu đứng ngoài canh gác. Vào nhà chị Thảo, phát hiện có một chiếc két sắt trong phòng ngủ, Yên và Tuấn liền khiêng chiếc két ra ngoài rồi cho lên xe mô tô. Sau đó, Lâu điều khiển xe và Tuấn ngồi sau ôm chiếc két chạy về nhà Tuấn. Cùng lúc, Yên đi sang nhà người quen ở thôn Liên Vinh, Sai Bình, huyện Tĩnh Gia chơi. Về tới nhà, Tuấn gọi điện cho Yên tới nhà Tuấn để cùng Lâu khiêng chiếc két sắt lên tầng 2 nhà Tuấn. Sau đó, Yên và Lâu đi về. Khoảng 4 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2016, Tuấn lấy búa đập, phá két sắt và thấy trong két có 4 buộc tiền, một phong bì có 2 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác. Ngày 5 tháng 5 năm 2016, khi cơ quan công an huyện Tĩnh Gia tới nhà triệu tập Tuấn, thì Tuấn hốt hoảng bỏ trốn. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét đối với chỗ ở của Lê Thanh Tuấn. Quá trình khám, xét thu giữ được nhiều vật chứng liên quan đến vụ án. Riêng số tiền 98 triệu đồng, cơ quan cảnh sát điều tra truy tìm nhưng chưa thấy. Theo kết luận định giá, ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia, thì két sắt trên trị giá 1 triệu 200 ngàn đồng. Theo báo cáo của chị Lê Thị Thảo, thì 4 buộc tiền có tổng số tiền là 96 triệu đồng và trong phong bì có 2 triệu đồng. Vậy tổng giá trị bị thiệt hại là 99 triệu 200 ngàn đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quang Lâu đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Quang Lâu 30 tháng tù giam tính từ ngày bị tạm giam giữ, từ ngày 16 tháng 9 năm 2016 về tội trộm cắp tài sản theo điểm A, E khoản 2, điều 138 Bộ luật hình sự. Tại bản án số 156/2016, ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Tòa án Nhân dân huyện Tĩnh Gia đã xử phạt Nguyễn Văn Yên 48 tháng tù và Lê Thanh Tuấn 42 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Trong các ngày từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 12, đội cảnh sát giao thông công an huyện trên cơ sở bám sát kế hoạch trong tuần, tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện và lập biên bản 68 trường hợp vi phạm luật khi tham gia giao thông, ra quyết định xử phạt hành chính 23 trường hợp, tước giấy phép lái xe 2 tháng 2 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước 12 triệu đồng. Những ngày qua trên địa bàn huyện xảy ra một vụ va chạm giao thông thuộc địa phận xã Hải Châu giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 12C03158 10310 với xe mô tô 36B382853. Hậu quả là một người bị thương, hư hỏng một xe mô tô. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Cùng với công tác tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông công an huyện đã tham mưu cho Ban An toàn giao thông huyện xây dựng kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội đầu xuân 2017. Chương trình truyền hình Tĩnh Gia hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.